Xin chào mọi người, và đặc biệt là các em trai em gái tuổi Canh Ngọ, một trong những cái tuổi mà có được cái mệnh thổ và gặp năm thổ vượng thì có thể nói là có nhiều tài lộc. Tuy nhiên là đây là cái tháng 5 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Canh Ngọ luôn, cho nên là trong cái tháng 5 này mọi người cứ gặp cái chuyện trục trặc chút chắc, xào xáo trong gia đạo và nhiều chuyện không vui. Tuy nhiên là mọi người yên tâm, theo những cái gì mà mình tìm hiểu được thì 6 tháng cuối năm, kể từ tháng 6 trở đi thì người Canh Ngọ bắt đầu vào vận may mắn, có nhiều điều tốt đẹp ở trong cuộc sống. Chỉ phải để ý cái tháng 11 âm lịch thôi. Nhưng mà thì do là cái tuổi này là năm nay hồi đầu năm mình không có làm cái tử vi của cả năm cũng như là vận hạn 6 tháng đầu năm, cho nên là mình sẽ bắt đầu làm cho tuổi này từ tháng 6 luôn. Từ tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, làm cho 7 tháng của mọi người cái vận trình, vận hành, cái vận hạn của mọi người ở trong cái này như thế nào. Do là mình chưa làm cái tử vi cho nên là mình không có xét nhiều về sao hạn, những cái phúc tinh và tài tinh có được ở trong cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với các em tuổi Canh Ngọ, nam và nữ mạng. Thì mình sẽ nói sơ cái nội hàm của mọi người để sau đó mình vận vào cái tháng mình dễ tính. Đối với người mà Canh Ngọ, nam mạng thì năm nay là mạng thổ, tức là lộ bàn thổ của các em á, thì gặp năm bình địa mộc là mộc khắc thổ. Tuy nhiên là năm nay can kỷ thuộc âm, ngũ hành là thổ vượng, cho nên là cái việc xung khắc của mạng không quá lớn lao. Có bệnh nạn ở trong những cái tháng xung như là hai cái tháng mộc là tháng Mậu Thìn và tháng Kỷ Tỵ thì dễ có chuyện bệnh nạn, nhưng mà nó không có nguy hiểm. Nam mạng thì có sao thủy diệu, người ta nói nam mạng có sao thủy diệu là có chuyện buồn, dễ có tan nếu như tan môn nhập cung mệnh. Nữ mạng thì là có sao mộc đức, may mắn danh lộc tốt. Tuy nhiên sao mộc đức thuộc hành mộc, cho nên là nó không có quá tốt đẹp đối với người mà mệnh thổ đâu ha, cho nên là cũng cẩn thận. Hạn nam mạng là ngũ mộ, tức là hao tiền mất của. Còn hạn của năm đối với người nữ cũng là ngũ mộ luôn. Vận niên là thỏ lộng nguyệt, thỏ dẫn trăng đó, thì tốt đẹp. Thiên can canh kỷ thì không xung không hợp về mặt tử vi, nhưng mà nạp âm ngũ hành của canh là kim, kỷ là thổ, cho nên là có tương sinh nạp âm ngũ hành của thiên can, dễ sinh tài lộc. Địa chi thì ngọ hợi, tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương khác nhau. Tuy nhiên về mặt nạp âm ngũ hành đó, là ngọ là hỏa, hợi là thủy, cho nên nạp âm ngũ hành của địa chi cũng có một chút xung khắc, cho nên là gia đạo chắc chắn sẽ không có vui vẻ, nhất là cái tháng nạp âm âm lịch này và cái tháng 11 tháng Bính Tý. Bây giờ vận vào cái 6 tháng vận hạn 6 tháng cuối năm, 7 tháng chứ, tính luôn cả tháng tháng 6 tới thì nó sẽ ra sao. Đầu tiên hết thì mình sẽ xét tháng 6. Tháng 6 tới đây là tháng Tân Mùi. Tháng 5 là tháng Canh Ngọ, 2 tháng này là 2 tháng thổ vượng, cho nên sức khỏe của người Canh Ngọ vì thế cũng không gặp vấn đề. Tháng 6 tới đây là tháng Tân Mùi, thì Tân Mùi thì cũng tiếp tục là tháng thổ. Như vậy là thổ xét với mạng của mình là đồng hàng, sức khỏe bổ mạng tốt, phúc tinh tài tinh vì thế cũng có được hưởng lợi, cho nên là ngon lành. Xét về thiên can á, thì Tân với Canh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên công việc cũng không có vấn đề. Tân Canh thì cùng là hành kim, cho nên là dễ sinh kim cho người mệnh thổ. Đặc biệt địa chi là Mùi với Ngọ là lục hợp, cho nên là như vậy có thể nói tháng Tân Mùi là một tháng tốt đẹp với mạng đồng hàng, thiên can không xung không khắc, nạp âm ngũ hành là đồng hành kim, dễ sinh tài lộc. Địa chi là được ngũ hợp, lục hợp là Ngọ với Mùi. Hy vọng rằng với cái nhiều cái điều tốt đẹp như vậy sẽ đem đến cho người Tân Mùi một chút tài lộc, thay vì
hao tốn hay gì rắc rối, hao tốn, đặc biệt là hao tốn cho chuyện bệnh nặng ở trong 2 tháng 3 và 4 ha, là tháng Mậu Thìn và tháng Kỷ Tỵ. Rồi tiếp theo đó là tháng 7 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Thì như đã nói ở những video trước, tháng 7 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Nhâm Thân, mà tháng Nhâm Thân thì thuộc Kim. Như vậy xét về trụ mệnh là Thổ, mạng Thổ sinh Kim, bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe bộ mạng yếu, cần cẩn trọng. Thiên can canh Nhâm thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên nạp âm ngũ hành của canh là Kim, Nhâm là Thủy, cho nên là có thể nói canh sinh ra Nhâm, bản mệnh bị nạp âm ngũ hành của thiên can sinh xuất, cho nên có thể là vẫn có hao tốn tiền tài nhưng không quá lớn, hoặc là có chủ định đàng hoàng, mình đầu tư mình bỏ ra gì đó. Thiên can là thân ngọ thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, báo hiệu gia đạo sẽ không có vấn đề gì. Như vậy tháng 7 chỉ có phải để ý một chút do là bản mệnh của mình bị sinh xuất tháng ha, còn lại công việc và gia đạo không có vấn đề. Tiếp tục đó là tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng này là tháng 8 của năm nay được biết là tháng Quý Dậu. Tháng Quý Dậu thì tiếp tục là một tháng Kim, như vậy mệnh cũng giống tháng 7, Thổ sinh Kim, bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe bổn mạng không tốt, cần phải chú ý ha. Sinh xuất thì khi mà bị sinh xuất á, thì phúc tinh và tài tinh vì thế nó cũng bị mờ đi, không có nhiều cái điều lợi cho cái việc tiền tài. Về phần địa chi, canh với quý là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tiếp tục canh là kim, quý là thủy, cho nên nạp âm ngũ hành của thiên can là sinh xuất, cho nên tiếp tục là một tháng có thể hao tài nhưng không lớn. Ok. Địa chi ngọ dậu tý ngọ mẹo dậu ngọ dậu được nằm trong tứ hành xung. Tuy nhiên là ngọ dậu là cách xa nhau, cho nên là cái phần xung khắc nó không lớn. Tuy nhiên là cũng phần cần để ý một chút xíu, vào cái tháng mà gặp trong tứ hành xung thì gia đạo chắc chắn là không tốt đẹp. Có thể không phải là những người gần mình như vợ con, cha mẹ, mà có thể là anh em làm cho mình buồn phiền ha, cần cần để ý. Tiếp tục đó là tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Giáp Tuất. Tháng Giáp Tuất thì mệnh, xét về mệnh là tháng Giáp Tuất thì thuộc hỏa, xét về mệnh là hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh, bổn mạng sức khỏe tốt, vì thế còn có lợi cho phúc tinh và tài tinh khi nó phát sáng tối đa. Hy vọng rằng với cái bổn mạng tương sinh sẽ phần nào khống chế cái việc thiên can là chữ canh của các em, nó khắc chữ giáp của tháng, là thiên can khắc tháng, công việc cẩn thận, nhiều cái điều không vui, khó khăn. Nhưng là dù sao nữa, canh khắc giáp thì có khó khăn đi nữa thì mình cũng bỏ công, mình khắc nó thì mình có thể giải quyết nó, không rơi vào bế tắc ha. Với cái bổn mạng tương sinh thì cái phúc tinh nó được phát sáng nữa, thì nó thêm một cái yếu tố để mà giải quyết cái việc thiên can bị khắc tháng. Địa chi Tuất gặp ngọ là thuộc nhóm tam hợp, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc. Như vậy là tháng Giáp Tuất với cái thiên can canh khắc giáp bị hy vọng rằng với hai cái tương hợp, hai cái tốt đẹp là mệnh được tương sinh, địa chi được tam hợp, sẽ phần nào khống chế khắc là khống chế làm giúp cho các em vượt qua cái thiên can mà bị tương khắc gây ảnh hưởng đến công việc ha, hy vọng là vậy. Tiếp tục đó là tháng Ất Hợi. Tháng Ất Hợi là tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, mà tháng Ất Hợi thì thuộc hỏa, trụ mệnh như thế cũng sẽ giống như tháng 9 là hỏa sinh thổ, bổn mạng được tương sinh, bổn mệnh sức khỏe tốt ha, phúc tinh và tài tinh vì thế được hưởng lợi rất tốt. Ở cho công việc là cái thiên can đó là chữ Ất hợp với chữ Canh. Đây là thiên can thuộc ngũ hợp, mà thiên can gặp ngũ hợp thì công việc sẽ tốt đẹp, dễ sinh tài lộc và không có việc gì quá lo lắng, đặc biệt là các em nữ với sao một đức chiếu mạng. Hợi với ngọ, xét về địa chi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, cho nên là tiếp tục tốt đẹp. Tiếp theo là tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019,
tháng 11 âm lịch là nó sẽ bắt đầu chắc đâu cũng cỡ 24, 25 gì đó, tháng 11 dương lịch. À thì tháng này là tháng có thể nói là không tốt đẹp nhất đối với người canh ngọ trong cái năm Kỷ Hợi 2019 này. Vì sao? Thì tháng 11 là tháng Bính Tý. Tháng Bính Tý thì là thuộc thủy. À mà xét về mệnh á, là thổ của các em khắc thủy, bản mệnh khắc thác, bổn mạng sức khỏe có chút vấn đề. Khi mà bổn mạng bị tương khắc như thế này, dù là mình khắc nó hay nó khắc mình đi nữa, thì các phúc tinh và đại tinh sẽ không được hưởng lợi. Vì thế nó mất tác dụng và phá vào bại tinh nó sẽ hoàn thành. Thiên can á, thì chữ bính của tháng là Bính Tý đó, khắc chữ canh. Tháng khắc thiên can, công việc gặp nhiều điều bất lợi không vui, cẩn thận vướng lao lý đối với các em nam sao thủy diệu ha. Phần địa chi là Tý ngọ là lục xung. Lục xung là mô tả sự chống đối, đối chọi nhau. Gia đạo sẽ có nhiều rối rắm, rõ ràng thấy không? Nếu như có ba cái trụ để xét về tử vi của tháng tốt đẹp hay không thì cả ba đều có vấn đề. Như vậy thì làm sao mà tháng 11 không có cái chuyện buồn phiền rầy rà rối rắm được? Cho nên là các em thì anh sẽ nhịn cái tháng 11 này chưa đủ, chấp nhận nhục luôn, kệ nó, chuyện gì chứ, có 30 ngày nhịn 30 ngày không chết ai, đúng không? Ai làm gì mình cũng dạ dạ cho nó qua, cho nó xong, đúng không? Chứ nếu không là có nhiều điều vấn đề ở trong cái tháng 11 này. Rồi tiếp tục là tháng 12 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Đinh Sửu. Tháng Đinh Sửu thì tiếp tục là thủy. Tháng này là tháng chạp của năm, tháng cuối cùng của năm Kỷ Hợi. Thì xét về mệnh thì cũng giống như tháng 11, là tháng này tháng thủy mà, thổ khắc thủy, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng. Thiên can canh đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tháng này có điều tốt đẹp hơn về công việc so với tháng 11. Hy vọng rằng là tháng cuối năm mình công việc mình tốt đẹp. Nếu mà các em mà thuộc dạng mà mua bán thương mại ở bên ngoài, hy vọng là với cái thiên can tương tốt này mình gom lại được những cái vốn luyến của cái năm này, những cái thu hoạch, những cái cuối cùng của cái năm. Về phần địa chi, Sửu với Ngọ thì thuộc nhóm tương hại. Gia đạo sẽ dễ sinh nhiều điều buồn phiền khó chịu. Thường thì với cái sao thủy diệu thì các em nam mạng sẽ chịu thiệt thòi hơn là nữ mạng ở cái việc mà gia đạo gây ra buồn phiền. Cho nên là các em nhớ cẩn thận. Như vậy thì rõ ràng với cái 6 tháng cuối năm báo hiệu rất là nhiều điều tích cực ở trong công việc. Chỉ cần chú ý cái tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý một tí xíu thì mọi điều có thể nói là hoàn hảo, trên mức trung bình từ 7 tới 8 điểm so với cái tử vi vận hạn của 6 tháng cuối năm. Hy vọng rằng những thông tin mà anh vừa góp nhặt, vừa tổng hợp có thể giúp được các em có một cái nhận định tốt nhất của mình và trong cái việc đầu tư, trong cái việc công việc, mọi thứ mà thu về cái kết quả tốt đẹp nhất. Nếu các em xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi canh ngọ sinh năm 1990 được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video khác có thể về tử vi của mình hoặc người thân và bạn bè. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.